xin cảm ơn tất cả các bác sĩ ở bên Trung Quốc đã nhiệt tình là khám cho chúng tôi. Là chúng tôi là người ở Móng Cái, Việt Nam, thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Và lần đầu tiên là tôi cũng được sang bên đây và được trải nghiệm khám tổng quát. Tôi cũng thấy là chị bác sĩ hướng dẫn cho mình cảm thấy rất là nhiệt tình. Và tôi cũng thấy là cái cơ sở vật chất cũng thấy rất là khang trang và những cái thiết bị rất là hiện đại ạ. Và qua những cái lần trải nghiệm như này thì tôi cũng cảm thấy rất là thoải mái và thấy sự nhiệt tình của các bác sĩ và những cái cơ sở vật chất rất là tốt ạ.